Xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái máy trộn bánh tráng nằm ngang. Máy trộn này có công suất là 20 kg trên một mẻ và kích thước thùng trộn của nó là 800 nhân với lại 850 và nhân với lại 1200. Toàn bộ máy đều được làm bằng inox 304, dày 1,5 ly. Cái trục cốt của cái máy này là phi 30 và cánh thì bằng lắp đặt. Motor công suất 1 HP. Máy này thì các bạn sẽ lấy nguyên liệu ra bằng cách là lật nghiêng thùng 90 độ. Máy này thì có thể đảo hai chiều thuận nghịch. Và cái tốc độ của cánh trộn nó lên là 20 vòng trên 1 phút. Nếu như các bạn có nhu cầu về mua các cái loại máy trộn bánh tráng nằm ngang, máy trộn bánh tráng dạng mồng quay thì liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0918889768 hoặc là số 0908312438, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của máy công nghiệp Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Văn Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Những cái máy trộn bánh tráng được thiết kế với những cái cánh trộn như này, trộn đều, trộn đa dạng các nguyên liệu. Các bạn có thể dùng để trộn những cái loại bánh tráng hình ống hoặc là những cái loại bánh tráng cắt sợi, trộn đều và thấm gia vị. Ngoài máy trộn bánh tráng ra thì bên máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi còn sản xuất tất cả các loại mặt hàng gia công từ inox như là chảo xào nhân, nồi chưng cất rượu, chưng cất tinh dầu. Nếu như các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại.